Ukraine phản công mạnh ở Kharkov, có khả năng tiến tới biên giới Nga. Giới phân tích quân sự nhận định, Ukraine đang tiến hành những đợt phản công lớn tại khu vực Kharkov, buộc Nga phải điều động lực lượng chống đỡ. Dẫn các phân tích mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức nghiên cứu quân sự có trụ sở tại Mỹ, cho biết các lực lượng Ukraine đang tổ chức những cuộc phản công lớn ở khu vực đông bắc thành phố Kharkov. Các cuộc phản công này buộc Nga phải tạm dừng các chiến dịch quân sự khác ở miền đông Ukraine và điều quân đến ngăn chặn. Các lực lượng Nga có khả năng đang tập trung tại Belgorod để triển khai đến khu vực thành phố Kharkov nhằm ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine tiến tới khu vực biên giới Nga, báo cáo phân tích mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho hay. Trước đó, viện này đã đưa ra dự đoán về việc các lực lượng Ukraine có thể tổ chức các cuộc phản công đánh bật quân đội Nga về phía bên kia biên giới trong vòng vài tuần, thậm chí là vài ngày tới. Ngoài các cuộc phản công của quân đội Ukraine tại Kharkov, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cũng đưa ra thêm một số nhận định sau về tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine. Theo đó, các lực lượng Nga có thể sẽ tiếp tục hợp nhất các nỗ lực tấn công để bao vây quân đội Ukraine ở phía nam Kharkov và phía tây Donetsk. Quân đội Nga cũng đang lên kế hoạch kiểm soát toàn bộ vùng Kherson trong những ngày tới. Sau đó, Nga có thể sẽ hợp nhất hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở đông Ukraine, hoặc sáp nhập chúng vào lãnh thổ Nga. Cuối cùng, các cuộc tấn công mặt đất của Nga nhằm vào pháo đài Azovstal ở thành phố Mariupol sẽ tiếp tục nhằm kiểm soát toàn bộ khu vực này. Thưa quý vị, sáng nay, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã khai mạc triển lãm Di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và trên thế giới. Triển lãm với 200 ảnh tư liệu ghi lại khoảng 700 di tích, 30 tượng đài, quảng trường và hơn 100 công trình tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên khắp cả nước. Đặc biệt là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội từ năm 1969 đến nay đã đón trên 73 triệu lượt khách ở trong nước và 12 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan học tập. Tại triển lãm, công chúng còn được chiêm ngưỡng 35 công trình tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều quốc gia đã đặt tên công viên, trường học, đường phố, quảng trường mang tên người. Thông qua triển lãm đã thêm một lần nữa khẳng định sự tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân thế giới đối với người. Triển lãm mở cửa từ nay cho tới hết ngày 30 tháng 10 tại khu di tích Đường Xoài, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Thưa quý vị, vào tối qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Chăm tại tỉnh An Giang lần thứ 9, hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Ngày hội diễn ra từ ngày 8 tháng 5 cho tới ngày 10 tháng 5, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 8 xóm Chăm trên địa bàn tỉnh, với các hoạt động chính như là thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu văn hóa ẩm thực và triển lãm ảnh những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của đồng bào dân tộc Chăm An Giang trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Ngày hội được tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao, góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm ở An Giang. Thưa quý vị, mở đầu cho tuần lễ chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, vào tối qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thắp sáng 7 đoá sen trên sông Hương. 7 đoá sen được sắp xếp giữa dòng sông Hương là biểu tượng cho 7 bước đi của Đức Phật lúc đản sinh. Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương đã trở thành biểu tượng của mùa Phật đản tại xứ Huế. Diễn ra từ ngày 8 tháng 5 tới ngày 15 tháng 5, Đại lễ Phật Đản năm nay gồm các chương trình chính như là lễ thắp sáng 7 hoa sen, triển lãm văn hóa Phật giáo, ẩm thực chay, diễu hành xe hoa quanh thành phố Huế và các vùng phụ cận, lễ mộc dục, rước Phật và Đại lễ Phật Đản chính thức vào ngày 15 tháng 4 âm lịch tại Tổ đình Từ Đàm. Lễ hội Phật Đản tại Thừa Thiên Huế ngoài các nghi thức tôn giáo tại các chùa và tự viện, còn bao gồm các chương trình mang tính xã hội như hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thánh tử đạo, chương trình nghệ thuật, triển lãm, ẩm thực chay, diễu hành xe hoa, hoạt động thiện nguyện. Thưa quý vị, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 cho tới ngày 23 tháng 5 năm 2022 với sự tham dự của gần 10.000 vận động viên, cán bộ, quan chức các đoàn thể thao, các nước ASEAN và hàng vạn người hâm mộ. Theo dự đoán của Sở Du lịch Hà Nội thì thông qua SEA Games 31, Hà Nội sẽ đón khoảng 1 triệu lượt khách nội địa và 200.000 lượt khách quốc tế. Đây là cơ hội quảng bá hình ảnh thủ đô nói riêng và nét văn hóa đặc trưng của cả nước nói chung. Do vậy đã có nhiều sản phẩm quà tặng đặc trưng đã được ra đời.
từ hàng gốm thủ công Hương Thủy tại làng gốm Bát Tràng. Những sản phẩm xinh xắn như thế này được thiết kế công phu để du khách khi đến Việt Nam vào dịp SEA Games 31 có thể mua về làm quà tặng hoặc đồ lưu niệm. Tôi thì cũng hy vọng là với cái kỳ SEA Games lần này để Việt Nam mình, thứ nhất là Việt Nam mình quảng bá được rộng rãi những cái các làng nghề truyền thống của Việt Nam cũng như là làng nghề truyền thống của Giang Cao và Bát Tràng chúng tôi nói riêng. Còn đây là xưởng sản xuất lụa tơ tằm của nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm ở Vạn Phúc, Hà Đông. Ngay từ đầu tháng 3, bà Tâm đã tăng công suất của xưởng lên 30% để sản xuất các mặt hàng chủ lực làm quà tặng phục vụ SEA Games 31. Chúng tôi phải sản xuất ra thêm nhiều mặt hàng, ví dụ như là những các cái khăn quàng bằng lụa thì nó rất là dễ làm quà tặng, rất là dễ đem, mà nó nhẹ mà nó lại đáp ứng được cái thị hiếu của nhiều khách hàng. Cũng như bà Tâm, ngay khi biết SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, chị Biên, chủ cửa hàng tranh giống 10 hàng đào và cửa hàng lụa 77 hàng gai, đã nhanh nhạy đặt các họa sĩ vẽ những danh lam thắng cảnh của Hà Nội lên áo phông và lụa. Đây là cách để chị đưa hình ảnh thủ đô đến với bạn bè quốc tế và đa dạng hóa các sản phẩm quà tặng cho du khách. Chuẩn bị cho SEA Games thì bọn tôi có chuẩn bị một số các sản phẩm lụa vẽ và một số 100% cốt tông và vẽ các cái điểm trưng của Việt Nam mình. Người Hà Nội phải có sản phẩm Hà Nội để mà giới thiệu với quốc tế và ngay trong nước thấy tất cả những cái cảnh Hà Nội. SEA Games 31 là cơ hội để Việt Nam đón lượng lớn du khách tới tham quan mua sắm. Những sản phẩm quà tặng lưu niệm sẽ góp phần để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người, du lịch đến với bạn bè quốc tế. Chuyển sang một thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, tính đến hết ngày 8 tháng 5 thì đã có hơn 688.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022 trực tuyến. Trong đó thì có 135.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp và chiếm khoảng 20%, trên 7.000 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển đại học chiếm trên 1%. Có 537.000 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp trung học phổ thông vừa sử dụng kết quả xét tuyển đại học chiếm gần 79%. Cùng với đó, 52% thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi là lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thí sinh sẽ tiếp tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến cho đến hết 17 giờ ngày 17 tháng 5. Năm nay là năm đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu thí sinh đang học lớp 12 phải đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến 100%. Những thí sinh tự do đăng ký bằng phiếu trực tiếp. Còn ngay sau đây sẽ là một thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 cho tới dưới 12 tuổi. Đây là đợt phân bổ vaccine phòng COVID-19 thứ 144 kể từ tháng 3 năm 2021. Vaccine Moderna được phân bổ trong đợt này có hạn sử dụng trên giấy chứng nhận xuất xưởng vaccine sinh phẩm là ngày 17 tháng 7 tới. Vaccine hiện đang bảo quản ở nhiệt độ từ âm 25 độ C cho tới âm 15 độ C tại kho vaccine quốc gia. Đến nay, hơn 4,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ em đã được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ cho các tỉnh thành để phục vụ nhu cầu tiêm chủng.